chung cư bị làm giá bởi cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa hợp lý. Nói về thực trạng giá chung cư tăng cao tại các đô thị lớn, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng chung cư bị làm giá bởi cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa hợp lý, phân khúc dành cho người thu nhập cao chiếm phần lớn trong khi nhà ở bình dân, nhà cho công nhân, thu nhập thấp rất ít. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Bộ Xây dựng diễn ra sáng ngày 26 tháng 4, ông Hoàng Hải cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thông tin Bộ xây dựng đã đi kiểm tra tại một số chung cư được giao giá bán cao ở Hà Nội nhưng giao dịch thành công rất ít. Bộ đã có văn bản yêu cầu Hà Nội vào cuộc kiểm tra, đến nay thành phố chưa có báo cáo. Bộ xây dựng cũng cho biết, quý 1 năm 2024, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư chung và dài hạn. Tại Hà Nội, giá chung cư giao bán ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp, bán từ chủ đầu tư và thứ cấp, người mua của chủ đầu tư sau đó bán lại. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ chung cư có xu hướng tăng so với quý trước và tăng nhiều ở một số quận. Huyện như quận 7, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý 1 năm 2024. Hiện giá bán trung bình một số dự án tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng 50, 70 triệu M2, ông Hải nói cũng theo bộ xây dựng, trong quý 1 năm 2024, nhu cầu tìm kiếm nhà ở riêng lẻ, đất nền đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền tại Hà Nội tăng khoảng từ 5 đến 15% so với cuối năm 2023, giá bán dao động trong khoảng từ 80 đến 220 triệu đồng trên mét vuông và tại thành phố Hồ Chí Minh giá bán dao động trong khoảng từ 90 đến 250 triệu đồng trên mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh giá bán nhà ở riêng lẻ, biệt thự, liên kề, đất nền của một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý. Trong đó City Bella 2 tăng khoảng 4,3%, Mỹ Thái 3 tăng khoảng 4,2%, Hà Đô Villa tăng khoảng 4,2%. Về nguồn cung nhà ở trên cả nước, Bộ Xây dựng cho biết trong quý 1 năm 2024 có 10 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 4.706 căn số lượng dự án bằng 34,48% so với quý tư năm 2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Nghị định 52, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao quản lý thị trường bất động sản. Trong đó, các chỉ số về giá, Bộ Giao cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản quản lý và công bố. Khi thị trường diễn biến nóng về giá bán các phân khúc, cơ quan này của Bộ sẽ cùng các địa phương thực hiện giải pháp điều tiết. Bên cạnh thiếu nguồn cung, đại diện bộ xây dựng nói chung cư bị làm giá bởi cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa hợp lý, phân khúc dành cho người thu nhập cao chiếm phần lớn trong khi nhà ở bình dân, nhà cho công nhân, thu nhập thấp rất ít. Tuy nhiên, ông Hải nói tình trạng này sẽ được cải thiện khi các luật sửa đổi có hiệu lực sớm, giúp tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển dự án. Trước đó, tại buổi báo cáo công bố về thị trường bất động sản Hà Nội quý 1 năm 2024, Savills Hà Nội cho biết hiện nhà ở phân khúc căn hộ bình dân giá 30 triệu đồng trên mét vuông không còn tồn tại trên thị trường. Giá sơ cấp đạt 59 triệu VNDM2, tăng 3% theo quý và 14% theo năm. Dữ liệu nghiên cứu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, VAS, cho thấy thị trường bất động sản, bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực theo thời gian nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, cần thời gian dài để khắc phục. Đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở, nhất là các phân khúc bình dân, giá phù hợp có nhu cầu rất lớn. Cơ cấu nguồn cung nhà ở ngày càng mất cân đối, các dự án mới mở bán chủ yếu là sản phẩm cao cấp, căn hộ giá từ 40 triệu đồng trên mét vuông, trái ngược với sự khan hiếm của phân khúc căn hộ bình dân, nhỏ hơn 25 triệu đồng trên mét vuông. Theo đó, tỷ trọng căn hộ bình dân giảm từ mức 30% vào năm 2019 còn 7% năm 2022 và 6% vào năm 2023 lệch pha cung cầu ngày càng nghiêm trọng đẩy giá bất động sản đặc biệt là phân khúc căn hộ liên tục thiết lập mặt bằng giá neo ở mức cao vượt xa khả năng chi trả của những người có nhu cầu thiết thực về nhà ở